2. Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4,3 inch. Được tích hợp màn hình cảm ứng điện dung 4,3 inch và đầu đọc NFC tích hợp để nhận diện nhanh người tham gia. Thiết bị cho phép người tham gia phát biểu, đăng ký yêu cầu phát biểu và lắng nghe phát biểu trong suốt cuộc họp. Thiết bị có thể cấu hình dễ dàng thành sử dụng đơn, sử dụng kép hoặc chủ tọa qua giao diện trình duyệt web của bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây.